Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải đến GSC. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về ngâm gạch trong nước. Ngâm gạch trong nước trước khi xây dựng là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng của công trình. Dưới đây là lý do và cách thực hiện. Thứ nhất là lý do để ngâm gạch. Thứ nhất là tránh hút nước từ vữa. Gạch khô có khả năng hút nước từ vữa xi măng, làm cho vữa bị khô nhanh mà không đạt độ kết dính cần thiết. Thứ hai để tăng độ kết dính, ngâm gạch giúp gạch có đủ độ ẩm, từ đó tăng khả năng bám dính giữa gạch và vữa, làm công trình trở nên bền vững hơn. Thứ hai, chúng ta hiểu về cách để ngâm gạch. Ngâm gạch trong nước từ 15 đến 30 phút cho đến khi không còn độ sủi bọt, sau đó vớt ra để cho ráo trước khi sử dụng. Việc ngâm gạch sẽ giúp cải thiện chất lượng và tuổi thọ của công trình, đảm bảo sự kết dính tốt giữa gạch và vữa. Và đó là những kinh nghiệm của mình cho việc ngâm gạch trong nước. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có bất kỳ vấn đề nào về xây dựng, hãy liên hệ qua số điện thoại 038 2017 555 để giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Và mình là Quang Hải đến từ GSC.